Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Rồi, chuyến này rời khỏi thành phố, bỏ phố lên rừng rồi. Đâu rồi, pin con bộ nhỏ đó hết rồi. Ôi trời. Dạ, chào con. Mẹ pro đâu? À, mẹ pro đâu? Em mẹ. Cái gì? Cái nắng rồi bỏ đâu như này đây? Mẹ mẹ, ủa đi rồi sao mẹ chuẩn bị không đi luôn? Chưa trên đơn nguyên chiều rồi mới cúng, trời ơi nó nắng quá em cúng rồi mới đi vậy hả? Ừ bro, chút nữa tôi gọi bạn cô đó bro, chút nữa coi sao rồi bỏ phố lên rừng rồi đó. Nhưng mà chừng nào ông thấy được cái cờ cộng sản á, ông thấy chói liền. Không gài cúng hầu như. Ở đây nè, chói quá à. Thì thấy nhiều quá, sáng kéo cũng bỏ vô tủ rồi. Chói quá à. Cái cờ cộng sản kìa chói quá. Hôm qua em đi tới 2-3 giờ mới về. Nhìn kìa, lòng. Kìa nhìn kìa, thấy chưa, cờ đó, chói quá à. Sáng quá. Chỉ có màn cà lồng mới sợ ánh sáng thôi. Ê, chỗ này chợ Tết hả? Đúng là chợ Tết đó. Đi chợ Tết. Ngu mắt rồi. Đó, chợ Di An á chứ. Hả? Chợ Di An đó. À, bằng đêm đi không thấy. Hồi đó đi. Rồi, bữa nay tới rồi, tới nhà rồi. Bữa nay đón giao thừa trên rẫy. Ở đây là Vĩnh An đúng không? À, không phải Vĩnh An mà chị An. À, thị trấn Vĩnh An của chị An. À, đây là khu vực tới nhà hôm nay đón giao thừa ở ở rẫy. Đó. Không có đi ra được, xe chạy ghê lắm. À, xích vô đi con, xích vô con. Đi phố bông luôn bà. Đâu rồi, phố bông ở đâu đây? Rồi, khu vực. Đó. À, bữa nay là bỏ thành phố lên rừng mọi người ơi. Trời ơi, nay sáng ngày mai đi quay mít hoành tráng lệ luôn. Rồi, tới nhà rồi. Đây là khu vực trong rẫy. Trời ơi, mít nè, sáng ngày mai quay mít hoành tráng luôn, sáng mai tiếp tục show cho mọi người xem hen. Đây nè, đây. Đây nè, đằng này nè. Đó. Này. Đúng rồi. Rồi. Bữa nay cái mùng 30 Tết. 30 Tết Candy đi đốt lửa trại để nướng thịt nha. Bữa nay ăn Tết ở rẫy chị An. Đó. Đốt lửa lên. À. Đi giỏi ta. Con không coi, kia không coi nữa. Đó, giỏi quá giỏi đốt lửa nè. À, bữa nay đón giao thừa năm mới năm 2022 ở rẫy ở Trị An. À, anh đi đốt lửa để nướng chuẩn bị nướng thịt bò, khoai lang, thịt bê. Ngày mai hàng xóm mời một con bê bự. À, ở đây trời cái mít nó hoành tráng luôn. Ngày mai sẽ quay cái mít hoành tráng. Đúng là về quê ăn Tết. Trời ơi cái mít. Trái mà nó nẹo không, ngày mai là đếm mít nha. Trời ơi cái mít nó nẹo luôn.
Cái này mít ăn gì hết, tới chừng mà chín ăn gì hết. Trời ơi, một chùm mít ra thấy lại nè. Quá trời, đó. Ở đây là quay buổi tối cho nên là nó không đẹp lắm đâu. À, bằng ngày, mai bằng ngày sẽ quay. À, ở đây phong cảnh miền quê rất là bình yên. À, bây giờ đúng rồi, Candy giỏi quá. Candy là đốt lửa để chuẩn bị nướng thịt. À, Candy làm miệt mài luôn. Được không? Quá giỏi. Bữa nay Candy giao thừa là nướng thịt. Nhưng mà sao nó không cháy? Nó đang cháy đó con. Đang cháy. Rồi cháy hết cái nó mà hết lửa là con nó còn than, cái bắt đầu mình nướng vừa ăn. Ở đây buổi tối cho nên là không có đủ ánh sáng. Ra đây đốt lửa nè, đây nên đốt lửa chạy nè. Rồi Candy chuẩn bị nướng bò nướng than hồng rực rỡ. Đó, vừa đón vừa thừa, vừa nón thịt xem. Trời ơi, đây nướng than hồng nè, đó nướng than hồng, nướng thịt bò than hồng. Candy giỏi lắm. Ở đây nè. Rồi Candy gọi xuống nướng nè. Đó, quá giỏi ha. Gấp vô. Quá ngon. Lửa nướng than. Con xích ra đi. Để là đúng ngày giao thừa ở khu vực cách thành phố Hồ Chí Minh 50 km, đang đón giao thừa tại một cái nơi bỏ phố lên rừng rất là xa xôi, 50 km cách thành phố Hồ Chí Minh, bỏ phố lên rừng đón giao thừa một cái nơi mà cái nơi ở đây là rẫy, cũng rất là vui. Sau khi nhóm lửa chạy đốt ăn uống đó, lia qua khu vực này cái ở đây rất là hoang vắng, tuy nhiên là cũng có nhà nghỉ. Các con không có chạy ra, không có chạy ra ngoài. Giờ hôm nay chơi hết mình luôn. À, quá trời chơi hết mình luôn. Đây. Để tư. Đưa cái mặt. Đó, đưa cái mặt. Rồi. Đó, nghe tiếng nổ âm thanh không? Đó. Rồi. Vui hơn thành phố không? Vui hơn thành phố. Cách thành phố 50 km cũng đâu có xa lắm đâu. Rồi bây giờ ha, quay cái me nè. Bây giờ mẹ móc me ha, con quay ha. Đó, cái me. Cầm đi. Cầm đi, mẹ móc me nè. Mùa không sai đâu mà. Trời ơi, mấy chua. Có được trái rồi, hồi nãy ngọt quá trời luôn. Chín rồi. Chín rồi. Đứng trong ngoài, đứng trong ngoài, đứng trong ngoài. Rồi. Bây giờ kem móc này mẹ quay. Nó đủ rồi mà. Còn cho nó ăn thôi. Để cho nó chết. Có hả? Rồi kem móc đi, kem móc đi. Kem móc đi. Đừng bấm vô con nó luôn đó. Móc cái me. Me cháy quá trời.
Đúng rồi. Móc vô cái ngàm á, giật xuống. Được không? Được không? Được không? Không, vậy nè, vậy nè, vậy nè, mẹ chỉ nè. Mẹ chỉ nè. Nè, móc vô cái chỗ này nè không? Đúng rồi, móc vô cái ngàm này nè. Đó, rồi giật đi, con giật đi, con cầm giật nha. Đúng rồi. Vuột rồi, vuột. Nè nè, làm lại, làm lại. Móc được cái mè đâu phải dễ đâu. Cái này kén, kén, kén. Nè, kén giật đi. Mạnh. Chừng, chừng, chừng trúng ô tô. Đó. À, đúng rồi. Đúng rồi, móc mè, rớt mè. Móc mè, rớt xoài sao được. Đó, chiến lợi phẩm. Nấu canh chua. Đây nè, đây nè, đem mì dạ chị. Chưa được, chưa được. À, móc sai rồi, móc sai rồi, móc cái trái thôi, đừng có móc cái cành. Đi đây, mẹ chị qua đây nè, qua đây nghiêng lại, qua đây nghiêng lại. Rồi nè. Dân Sài Gòn. Dân Sài Gòn xuống móc mè, móc không có được. À, áo móc của mẹ. Tên thử, tên móc thử coi. Tên móc không được, nè nè, giật giật. Tự móc thử coi. Đó, thấy chưa? Rồi thôi, chiến lợi phẩm được nhiêu đây rồi? Thôi móc luôn cái cành. Đó, bây giờ con móc đi, con móc được trái nào hả? Rồi, đây. Qua đây cho mọi người xem mít, mít mà từ đầu tới cuối luôn. Là mít nó rụng nè. Một cây mít này là mít Thái, nó thơm, cực kỳ thơm. Quá trời thơm luôn. À, cái mít thường á thì nó không thơm, mà mít này là mít mít Thái phải không? Thơm quá trời thơm luôn. Trái mà trái nẹo luôn á. À, trước đây là trái là từ từ dưới gốc lên tới ngọn. Kênh lại đây đi, kênh lại đây. Lấy cái bọc đi Kênh ơi, lấy cái bọc vô. Ai nhắc không biết. Ở đây xoài mít. Ở đây mấy cái mít này nó thơm dữ thiệt thôi. Mít này mít cổ thụ. Rồi, sẵn sàng. Để lấy cái bọc đựng me. Đó, chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm được nhiêu me này? Rồi, thôi, tạm biệt ngay đây, về Sài Gòn. Đó, chiến lợi phẩm me. Bỏ vô cốp về. Điện thoại. Điện thoại ba luôn không ạ? Điện thoại mẹ đâu? Còn cái ở đâu? Còn cái nó cứ tải game, nó xóa game rồi.
Rồi rút quân. Rút quân về Sài Gòn. Bỏ túi đi. Cút vô luôn. Rút quân về Sài Gòn. Tạm biệt nơi đây. À, Tết năm nay là mùng 1 Tết. Đón giao thừa tại nơi đây. Vùng quê bình yên, xa cách thành phố 50 km. Bây giờ quay trở về Sài Gòn.